không rồi nó cứu yêu tôi. Trời ơi là trời. Mẹ mày nói lòng. Chắc là con nói nhậu để cha nói. Trời ơi. Xuống. Ở đây cho mày. Xuống. Up, up, up. Kính thưa tất cả quý vị, hiện tại bây giờ thì cái quan tài đã được đưa lên xe và chuẩn bị đưa đi tới nơi ăn nghỉ cuối cùng đó quý vị. Thì ở đây á có cái đội múa lân khác với những nơi khác là có cái đội múa lân quý vị, là nguyên cái group cũng như là nhạc lễ với lại đạo tì là đi chung như vậy. Cho dù hoàn cảnh khó khăn hay là hoàn cảnh có điều kiện thì cái bộ ở đây là như vậy. Nhà khó khăn hay nhà nói tôn ta là như vậy đó quý vị. Rồi tất cả quý vị lên đường để đưa tiễn anh được tới nơi ăn nghỉ cuối cùng. Dừng chân ở đây. Sao Sang buồn không anh Sang? Buồn chứ. Quá buồn chứ. Cố gắng lên anh ha. Ồ, ở đây là màu này của ai anh? Màu này của bà cố gì trên này á. Rồi cái màu này. Màu này mới xem là của màu này của bà cố phải không? Dạ. Bà cố. Rồi bên đây. Quá. Bà chính hả? Bà chính là bà vợ của ấy. Ở đây quá trời nhiều mộ vậy. Ta là cái này họ hàng mình hết không? Dì ba mày. Cái này của dì ba đây hả? Trời ơi. Rồi của Dương Mười. Có Dương Mười đó. Dương Mười đây. Dương Mười đây. Dạ. Ở đó ghi cái hệ thống của người ta ha. Mình đã ghi. Tất cả đất này là đất của họ hàng mình không? Của họ hàng. Dạ mình để chiên để dành mà trông cất ha. Cái này của ông cậu, cái phần này của ông cậu là ông cho. Dạ. Ông cậu là ông cậu của thằng Được luôn á. Dạ. Cậu Út của Được là cậu ấy đó. Dạ. Đó về nằm phần đất của ông cậu đây. Dạ. Đây là cái phần của anh Được này quý vị. Cái mình làm nổi luôn ha. Cũng thấp hơn cái mặt đất một chút. Thấp hơn không anh? Cao hơn hả? Bị cái này mình làm dưới này còn cái núm là xây lên trên này nữa. Là cái nền cao hơn chút nha. Cái nền sau này. Sau này có bơm cát xây la sang lắp mặt này lên nó nâng lên nữa. Dạ, cái núm là từ đây lên. Rồi bây giờ thì cũng như bên đây nha em. Dạ. Rồi giờ không có nhiều thời gian để thuận hỏi nữa, thuận sẽ chia cập quý vị. Dạ chào Nguyễn Hậu đấy nha. Dạ chào Hồng Yến nha. Dạ chào Cu Ly nha.
đây nè cả nhà, đây là nơi an nghỉ của anh cả nhà. Đây linh cữu của anh Được đang ở Di Quan tới nha cả nhà. Chị đây là vợ của anh Được đang ở đây nha. Rồi 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 qua đây. Xuống đi để dính. Có đau không? Xuống đi hồi dính đau leo đó. Đây là chị vợ anh Được quý vị. Đây là chị cũng còn yếu đó. Ủa gì nãy đâu có tiêu rồi. Đi ngay đi. Đây đây. Có chị em phụ nữ nào không? Từ từ chị là quá dò mỏi á. Giờ là đúng giờ là sẽ hạ xuống quý vị. Đúng 6 giờ là 18 giờ. Có không? Vậy chị lại chị Vĩnh đi. Em đang có mẹ không chuyện rồi. Hồi liệm là 6 giờ sáng. Giờ là đúng 6 giờ chiều quý vị. Trời ơi là trời. Mẹ mày nói lòng.
Chắc là con nói chứ không để cha nói, trời ơi. Quý vị bây giờ sắp tới giờ quý vị. Tới giờ luôn rồi quý vị. Thằng thấy tội nghiệp người cha quá trời luôn quý vị. Mà chú khóc quá trời khóc. Rồi gãy bông qua cái cục đất chưa? Nghiêm, sợ lên cũ lần cuối. Sao? Đây cái cục đất cái đâu để vô dựng rồi. Dạ. Ra cắt con bữa đâu vậy? Thì nghe hỏi rồi. Rồi tôi xin thay mặt gia đình của được hôm nay xin chân thành cảm tạ các quý anh em cộng đồng mạng và anh em cùng trên YouTube để đến đây hỗ trợ gia đình. Và dịch vụ mai táng tại hầm của Vinh Cảnh và anh em đội Phó Hoàng của Hoàng Thiện Đèo đã đến hỗ trợ giúp em tôi đến nơi chỗ nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi xin chân thành cảm tạ. Vậy hết đi còn gì nữa. Trời ơi giờ chứ còn với tụi mở không thôi. Đấu luôn chứ. Kính thưa tất cả quý mạnh thường quân và quý khán giả thượng cùng đại diện gia đình, xin gửi lời chân thành cảm ơn tới tất cả quý mạnh thường quân trong suốt thời gian vừa qua dành tình yêu thương cũng như là hỗ trợ. Xin gửi lời chân thành cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân của các kênh YouTube và các nhà hảo tâm
đại diện tất cả quý mạnh thường quân, quý khán giả, quý bà con xin gửi lời chia buồn cùng gia đình thông qua cái clip cũng như là câu chuyện của anh chị Được. Thuận cũng mong các bà con trong năm nay thì dù bất cứ dù việc gì xảy ra thì hãy rất là bình tĩnh, đừng xảy ra những chuyện đáng tiếc như thế này. Thì quý vị cũng đã thấy rồi, anh Được thì ra đi như thế, còn lại cái người gây ra cho anh Được thì sau này nó sẽ gây khó khăn nữa, đứng ngồi không yên. Cho nên Thuận khuyên quý bà con cố gắng hết mình, giữ bình tĩnh, cũng như là trong năm nay quý vị Thuận thấy rất là nhiều từ hồi mùng 1 Tết tới bây giờ. Rồi bây giờ là chắc có lẽ là Thuận xin được phép là kết thúc câu chuyện của anh Được ngày hôm nay. Thuận sẽ đi qua cái trang mới để giúp đỡ bà con nghèo, bà con khó khăn tiếp. Bây giờ Thuận xin kính chào và hẹn lại.